Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về bộ môn xe đạp thể thao. Người mới bắt đầu tiếp cận với bộ môn này cần chú ý điều gì? Cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Văn Trung, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp thể thao Phú Hiến để được hướng dẫn chọn xe đạp thể thao phù hợp và kỹ thuật đạp xe đạp thể thao. Phần cuối chương trình là câu chuyện về bạn Vũ Phương Oanh, một cô gái có dáng người nhỏ bé nhưng đã lựa chọn xe đạp trở thành môn thể thao để rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Thưa quý vị, trong suốt thời gian gần 2 năm dịch Covid-19 giãn cách kéo dài, trong khi nhiều môn thể thao bị hạn chế tập luyện để đảm bảo khoảng cách an toàn, thì lại có một bộ môn thể thao đã được nhiều người chuyển sang lựa chọn luyện tập để nâng cao sức khỏe và dần dần được yêu thích, đó chính là đạp xe đạp. Cứ vào sáng sớm hay chiều tối, hình ảnh nhiều người đạp xe đạp để rèn luyện sức khỏe trên các cung đường đã trở nên quen thuộc. Người già, trẻ nhỏ, đa dạng các lứa tuổi, xe cũng đủ các loại từ xe đạp thường, xe đạp thể thao. Có người trang bị cho bản thân những bộ trang phục và đồ bảo hộ cẩn thận. Cũng có những người ăn mặc giản dị đạp xe đạp chậm rãi, thong dong. Có thể thấy, đạp xe đạp rèn luyện sức khỏe đã trở thành thói quen của khá nhiều người hiện nay. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, duy trì đạp xe mỗi ngày có thể giúp con người củng cố xương và cơ, tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ thể, giảm căng thẳng, giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường và có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Vâng. Qua clip trên có thể thấy, bộ môn thể thao đạp xe đạp đã được khá nhiều người dân lựa chọn và yêu thích. Và để tập luyện được môn thể thao này tốt hơn, tất nhiên không thể thiếu những chiếc xe đạp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với anh Nguyễn Văn Trung, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp thể thao Phú Hiến để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về dòng xe đạp thể thao và cách lựa chọn chiếc xe đạp thể thao cho phù hợp. Hiện tại trên thế giới và những Việt Nam nó có hàng trăm loại, nhưng mà những loại phổ thông nhất hiện tại bây giờ là chúng ta sẽ có dòng MTB mountain bike, tức gọi là MBT, sau đó là touring. Touring là xe gọi là xe phượt đường dài đi du lịch, sau đó là xe road, người ta gọi là xe đua. Thì ba dòng này đang là phổ thông nhất cho người tập thể thao. Đây là chiếc touring, là theo như tiếng Anh nó gọi là xe du lịch, một chiếc xe phù hợp cho rất nhiều lứa tuổi. Chiếc xe này tức là nó đặc thù của nó được cấu tạo khung bằng nhôm và cấu tạo rất chắc chắn, thường là từ 12-14 tốc độ, 8 líp và 3 đĩa để phù hợp cho mình sử dụng trên mọi cung đường. Về đặc điểm của chiếc xe MTB này, nó được cấu tạo đặc thù là một cái khung là rất chắc chắn, và nhìn đặc thù của chiếc MBT nó là chiếc phuộc đặc rộng ở trước, nó là bộ chuyển động, đĩa líp nó rất to, bánh rất to để đi vào, để dành cho những người yêu môn thể thao mạo hiểm. Đây là một chiếc xe road, người ta gọi là xe đua. Và chiếc xe này là phù hợp người đam mê môn thể thao tốc độ. Như cái xe này đã được sản xuất khung bằng khung carbon. Bộ chuyển động của nó đang là 22 tốc độ, tức là 2 đĩa 11 líp. Ưu điểm của nó là dòng xe tốc độ, nhưng nhược điểm của nó là rất là hãn hữu sử dụng vào trời mưa. Cái ta lông của trên cái bánh này nó thấp, nên là khi mà người sử dụng chiếc xe này để yêu cầu tức là phải rất là cẩn thận trong những đường trơn trượt. Mới chuyển sang chơi dòng xe thể thao mà các bạn chưa tìm hiểu và chưa hiểu về xe, thì các bạn nên tìm đến những shop có uy tín để shop tư vấn một cái hãng xe phù hợp với cả cái sở thích với chiều cao cân nặng của các bạn. Sau khi tôi đã giới thiệu và tư vấn cho các vị lựa chọn một loại xe nó phù hợp với từng người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tới các bạn tức là làm thế nào để vận hành một chiếc xe đạp thể thao cho nó đúng cách và cho nó tốt và nó hiệu quả. Trước khi các bạn tức là tham gia tập luyện để làm sao cho an toàn, chúng ta nên kiểm tra thắng của xe. Chúng ta phải bóp phanh và kiểm tra thắng của mình nó còn an toàn, còn hoạt động không. Thứ hai là chúng ta nên để đĩa về đĩa, tức là về đĩa thứ hai, nếu ba đĩa ta để về đĩa thứ hai và líp ở tầng giữa để tránh sự lặng khi ta lên xe nó bị lặng số, nó sẽ ảnh hưởng đến vận hành. Vì xe đạp thể thao thì cái yên nó rất là cao,
nên chúng ta không thể lên như này mà đạp ngay được, nên chúng ta phải nghiêng xe bước chân qua để đạp như thế này. Nên ta phải lên khung trước này, các bạn đi một tí xong các bạn mới được lên yên. Còn nếu các bạn lên yên ngay thì nó sẽ sinh ra một chiều cao mất cân đối về trọng lượng, thì sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng bị ngã, bị đổ khi ta mất trọng lượng. Chúng ta ngồi ở trên một cái xe thì cái tay của chúng ta là luôn luôn lúc thẳng nhưng lúc phải để trùng, để chúng ta phải dùng cơ bụng để đỡ, để trùng cánh tay chúng ta mới ngồi lâu được trên xe. Còn nếu như mà các bạn mà cứ chống tay như thế này mãi thì cái trọng lượng nó đè vào cánh tay thì nó sẽ gây ra một cái sự mệt mỏi cho cánh tay và chúng ta sẽ không tập luyện được lâu. Cái chân nó liên quan đến chiều cao của yên xe. Khi các bạn ngồi yên xe và đạp ra thì chân nó góc 30 độ. Không được để thẳng chân vì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ gối. Nếu như bạn mà sai kỹ thuật, khi bạn đạp thì lực nó sẽ dồn hết về gối, nó sinh ra đau gối và hại gối. Lúc đấy nó sẽ là phi phản khoa học lại với cuộc tập luyện của chúng ta. Tức là mới hòa nhập với môn xe đạp thể thao thì các bạn nên chọn những cung đường vắng vẻ và cung đường ít những phương tiện cỡ lớn tham gia giao thông. Các bạn mới tham gia, các bạn không quan tâm đến mình đạp được bao nhiêu cây số, mà các bạn nên quan tâm là mình đạp được bao nhiêu phút, bao nhiêu thời gian trên xe đạp. Theo quan điểm của tôi, tập được khoảng 40 phút buổi sáng là tốt nhất. Không nên đạp vào buổi chiều thì đường xá vừa đông, thứ hai là trời nhanh tối, về nhanh tối nó sẽ ảnh hưởng đến cái quan sát và sự an toàn của bạn. Thì bọn này là chúng ta đạp, chúng ta phải nghe ngóng cơ thể. Khi mà chúng ta đã cảm thấy khó thở, chúng ta không nên dừng đột ngột, mà chúng ta đạp thả lỏng người, đạp chậm và hít vào, hít sâu vào, thở ra. Bởi vì khi chúng ta dùng đến cơ thì lượng máu lưu thông trong cơ thể nó sẽ cao, tim nó sẽ tăng. Tim nó tăng thì đồng nghĩa là lượng oxy trong máu chúng ta thiếu, phổi chúng ta không co bóp đủ, nó sẽ thiếu, nó sẽ sinh ra mệt. Nhiều người ta đạp nhanh một chút nó sinh ra buồn nôn. Thì lúc đấy các bạn không nên dừng xe đột ngột, mà chúng ta thả lỏng người, đạp từ từ, hít sâu thở ra một lúc thì cơ thể chúng ta sẽ trở lại bình thường, lúc đấy chúng ta mới dừng lại. Thực tế ra là một chiếc xe đạp, một ta tham gia môn xe đạp thể thao, đó là chúng ta đang tham gia giao thông. Mà để tham gia giao thông chúng ta phải lên chắc phải nghiêm chỉnh. Thứ nhất là mũ bảo hiểm, thứ hai nữa là trang phục của bộ môn xe đạp. Thì môn xe đạp là ngại nhất, kỵ nhất là gió. Chúng ta ăn mặc lòe xòe thì thứ nhất là gió nó cạn, thứ hai là không hiệu quả khi đạp, nhỡ may nó mắc vào một cái vật gì đó chiếc xe. Để mà vận hành chiếc xe đạp và chúng ta đạp được thời gian dài, chúng ta nên mặc bộ quần áo chuyên nghiệp để đạp xe. Trên đây tôi vừa giới thiệu đến các bạn những cái cơ bản để cho chúng ta khi mới bước vào tham gia vào môn tập luyện môn xe đạp thể thao, để cho nó an toàn, cho nó tốt với cơ thể này. Thì chúc các bạn tham gia môn này, thể thao này, tập luyện có môn hiệu quả và cách tốt nhất. Thưa quý vị, gần 2 năm trước, do tình hình dịch bệnh phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài, nên chị Vũ Phương Oanh ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã lựa chọn đạp xe để rèn luyện sức khỏe. Sau một thời gian tập luyện, chị Oanh đã yêu thích và quyết định gắn bó với môn thể thao này. Cứ đều đặn vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, chị Oanh lại tranh thủ đạp xe đạp để rèn luyện sức khỏe. Dáng người nhỏ bé, thế nhưng hiện tại, mỗi buổi tập, chị Oanh đã có thể đạp quãng đường từ 30 tới 40 km. Không chỉ đạp xe khi tập luyện, chị Oanh còn thường xuyên đạp xe về quê tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ để thăm bố mẹ. Đối với chị Oanh, đạp xe đạp không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe về thể chất mà còn mang lại hiệu quả rất lớn về tinh thần. Công việc tôi là cúi và làm việc suốt cả ngày. Và khi mình tham gia môn này thì mình thấy sức khỏe mình cải thiện, mình không đau lưng, mỏi chân, mỏi tay nữa. Và thứ hai là nó cũng khiến cho mình cảm thấy khoan khoái, bởi vì là buổi sáng hoặc là buổi chiều mình đạp xe trên các cung đường khác nhau mình lựa chọn ấy, thì mình sẽ quan sát được mọi người xung quanh cuộc sống như thế nào, thì tinh thần mình thấy là tốt hơn, cho bắt đầu cho một ngày làm việc nó hiệu quả hơn. Cảm nhận rõ hiệu quả sau khi tập luyện, chị Oanh còn vận động người thân quen cùng tham gia rèn luyện. Cho đến nay cũng đã có một số người quen của chị tiếp cận và duy trì thói quen đạp xe đạp mỗi ngày. Hiện tại bây giờ thì hết dịch rồi thì tôi vẫn tiếp tục đạp xe vào thời gian vào khung giờ buổi sáng, đi khoảng tầm 15 cây. Tăng cường thể lực, thoải mái về tinh thần,
chủ động thời gian cũng như quãng đường tập luyện là những yếu tố khiến chị Oanh quyết định sẽ tiếp tục lựa chọn đạp xe đạp là môn thể thao hàng ngày của mình. Trong thời gian tới, chị Oanh sẽ tiếp tục vận động người nhà, đồng thời cho con trai cùng rèn luyện đạp xe mỗi ngày để cả gia đình có được sức khỏe và tinh thần tốt nhất mỗi ngày. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.